Hello, trong lúc soạn giáo án bằng Word á, thì mọi người sẽ rất hay gặp cái trường hợp như này nha. Khi mà mọi người soạn giáo án bằng Word, đặc biệt là chúng ta lấy giáo án người khác về, thì nó bị hiện tượng này, cái trang này, trang 46 này, rồi đến trang 47 nó cách xa nhau rất xa. Thì thông thường chúng ta có thể là đưa chuột vào đây, sau đó chúng ta nhấn nút nút Backspace á, nó không quay trở về. Thì lúc đó chúng ta phải xử lý như này, chúng ta sẽ đưa chuột vào cái vị trí, vào vị trí, sau đó mọi người chọn vào cái biểu tượng đây, chọn vào biểu tượng này. Đó, biểu tượng này đấy, và khi chọn vào biểu tượng này thì mọi người thấy nó có chữ là Payrest, tức là nó tách trang. Thì nó khi nó tách trang như vậy, mọi người sẽ chọn vào cái biểu tượng này, sau đó nó xuất hiện những cái nút này, mọi người quét chọn này, quét chọn như này, sau đó nhấn delete trên bàn phím đấy, nó sẽ bắt đầu nó dồn lại đây, nó dồn lại trang 46 và 47, dồn lại như vậy, và chúng ta quay lên, chúng ta tắt bỏ này đi, vậy là xong. Vậy là